Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 6 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu tại hội nghị. Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Hội nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Thành ủy Hưng Yên tích cực chuẩn bị các bước tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ 21. Nhiều khóm tre chắn sóng trên địa bàn huyện Văn Giang, nguy cơ bị chết do đốt rác. Các trường trung học phổ thông chủ động ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua tuổi cao gương sáng và biểu dương cán bộ hội tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Sự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Hiện toàn tỉnh có trên 193.000 hội viên. Phát huy thế mạnh của lớp người cao tuổi là những người có bề dày kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có trên 76.000 người cao tuổi trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có trên 3.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, trên 2.000 người cao tuổi làm chủ trang trại và sản xuất kinh doanh, đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động. Hàng năm có trên 95% số hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, phong trào xây dựng nếp sống văn minh, ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền được các cấp hội quan tâm và phát động trong cán bộ hội viên thực hiện được kết quả tốt. Cán bộ hội viên người cao tuổi còn đóng góp một lực lượng đáng kể vào việc tham gia trực tiếp công tác đảng, công tác chính quyền, mặt trận tổ quốc. Đặc biệt, các thành viên trong hội người cao tuổi cũng là những người tích cực nêu gương sáng, chung tay xây dựng nông thôn mới, hiến 131.000 m2 đất, 130.000 ngày công và trên 180 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng ghi nhận những kết quả của hội người cao tuổi đạt được trong 5 năm qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban đại diện hội người cao tuổi tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, đạt hiệu quả, cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua tuổi cao gương sáng trong các hoạt động của các cấp hội, nhất là các cơ sở hội. Cũng nhân dịp này, Trung ương Hội Người Cao Tuổi và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 31 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cho phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao, gương sáng. Sáng nay, Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Sáng kiến tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh. 6 tháng đầu năm, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã nghiệm thu 12 đề tài dự án, trong đó có 2 đề tài đạt loại xuất sắc. Nhiều đề tài trong lĩnh vực nông nghiệp đã có phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa vào sản xuất nhiều giống cây con mới có năng suất và chất lượng cao, tích cực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc biệt là xây dựng nhãn hiệu cho vải trứng Hưng Yên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu cơ quan thường trực cần sớm hoàn thiện báo cáo, chú trọng đưa công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu về khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả triển khai các mô hình, đặc biệt là các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, để từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh. Đối với phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động, cần phải tuyên truyền, động viên kịp thời, khuyến khích các tập thể cá nhân thi đua nghiên cứu khoa học, hăng say trong lao động sản xuất. Chiều nay, tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội nhà báo tỉnh Hưng Yên đã tổ chức phiên chủ bị Đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có trên 160 đại biểu là hội viên Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Đại hội lần thứ 8 Hội nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề đổi mới hoạt động hội nhà báo các cấp, trao dồi đạo đức và kỹ năng làm báo, góp phần nâng cao chất lượng báo chí Hưng Yên, phục vụ xây dựng quê hương giàu đẹp. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá những thành tựu và nêu ra những hạn chế khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Tại phiên chủ bị, đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và quy chế đại hội.
bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo hoạt động và kiểm điểm của Ban chấp hành khóa 7. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã bám sát và nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hoạt động báo chí, đặc biệt tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Tổ chức hội được kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả, chú trọng đẩy mạnh bồi dưỡng đạo đức và kỹ năng làm báo cho hội viên. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cũng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân dân, thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, biểu dương cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến bằng những tác phẩm báo chí chất lượng. Trong nhiệm kỳ, hội đã có 5 giải báo chí quốc gia, trong đó có một giải A. Đồng thời, duy trì giải báo chí tỉnh Hưng Yên này là giải báo chí Nguyễn Văn Linh và tổ chức nhiều giải báo chí chuyên ngành, các cuộc liên hoan, phát thanh, truyền hình toàn quốc và tuyển chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao, nhằm phát hiện cổ vũ sự lao động sáng tạo của những người làm báo trong tỉnh. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên, nhiều chi hội, hội viên đã vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Cũng trong phiên chuẩn bị, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa 8 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam. Sáng mai, ngày 25 tháng 6, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc. Sáng ngày 24 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Cương Chính và Minh Phượng, huyện Tiên Lữ trước kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 và trước kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm. Cử tri phát biểu ý kiến tập trung vào các nội dung, đề nghị quan tâm nâng cấp cải tạo hệ thống mương máng để kịp thời cung cấp nước phục vụ sản xuất, nhiều tuyến sông bị sạt lở cần sửa chữa và làm mới hệ thống kè sông, tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, nhiều nơi tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo còn chậm. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các cử tri, đồng thời giải trình làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Sáng ngày 23 tháng 6, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Phù Cừ đã tiếp xúc với cử tri hai xã Phan Xào Nam và Minh Tân. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, cử tri của xã Phan Xào Nam và Minh Tân phát biểu nêu ý kiến kiến nghị như tiến độ xây dựng cầu Ba Đông chậm, cần có cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn nông dân vùng chuyên canh vải trứng tích tụ ruộng đất, xây dựng đường điện cho vùng vải. Đề nghị đầu tư quy hoạch xây dựng bãi rác nổi thôn Ba Đông, việc thực hiện dự án và việc đốt rác tại thị trấn Trần Cao ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân xã Phan Xào Nam. Cần quản lý khai thác hiệu quả các kênh cấp 2 và hệ thống máng nổi phục vụ sản xuất. Cần khắc phục một số tồn tại trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo thông chi hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận góp ý các nội dung của thông chi hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động và cơ cấu tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp trung ương, địa phương, khen thưởng, kỷ luật. Các đại biểu đã thống nhất cao với thông chi, đồng thời đóng góp các ý kiến như bố cục trình bày cần thống nhất về thể thức, ngôn ngữ và các khoản mục. Điều đảm bảo tính thông suốt của thông chi, những nội dung đưa vào thông chi phải được thực hiện hướng dẫn cụ thể, không nên có văn bản hướng dẫn khác. Trưởng ban công tác mặt trận là người cư trú trên địa bàn, đề nghị vẫn giữ nguyên thẩm quyền kỷ luật, hướng dẫn cụ thể quy trình kỷ luật. Thưa quý vị và các bạn, đến nay, 60 trên 64 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Hưng Yên đã hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với việc sát sao chỉ đạo công tác tổ chức đại hội ở 4 đảng bộ cơ sở còn lại, phấn đấu hoàn thành trong trung tuần tháng 6, Thành ủy Hưng Yên đang tích cực chuẩn bị chu đáo các bước để tiến tới đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 21.
cuối tháng 2 năm 2020, Đảng bộ xã Quảng Châu được Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Một mặt làm tốt công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân. Mặt khác, Đảng bộ xã xác định rõ mục tiêu trọng tâm, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, chú trọng lựa chọn nhân sự đủ năng lực trách nhiệm vào ban chấp hành khóa mới. Dương của nhân dân hay của đảng viên trong đảng bộ trong xã Quảng Châu thì rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của ban chấp hành Đảng ủy xã Quảng Châu khóa mới. Thành công của Đại hội Đảng bộ xã Quảng Châu là tiền đề cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội ở các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Quá trình triển khai, Thành ủy Hưng Yên đã thành lập 6 tổ để hướng dẫn cơ sở từ khâu xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện, tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất, khánh tiết đến khi kết thúc đại hội. Nhờ đó, phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, đơn cử trong quy định điều lệ đảng đặt ra yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ ở nhiệm kỳ này cao hơn, chặt chẽ hơn các nhiệm kỳ trước, dẫn đến có địa phương gặp khó khăn do nguồn nhân lực tại chỗ không đảm bảo đủ điều kiện. Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên phải phân công điều động một đồng chí thành ủy viên về tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức danh bí thư đảng ủy xã Trung Nghĩa. Đảng bộ thành phố cơ bản hoàn thành việc xây dựng các cái văn kiện của đại hội, lấy ý kiến tham gia của toàn thể cán bộ và nhân dân thành phố, và đảm bảo các cái điều kiện để mà hoàn tất cái đề án nhân sự báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Thành phố Hưng Yên xác định chủ đề của Đại hội Đảng lần thứ 21 là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, xây dựng thành phố Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đưa ra nhiều những giải pháp và trong đó thì tập trung chủ yếu vào nâng cao cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tiếp nhận 15 dự án đầu tư vào địa bàn, trong đó có 8 dự án vốn đầu tư nước ngoài và 7 dự án vốn đầu tư trong nước, bằng 53% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng quý 2 năm nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ tiếp nhận được 3 dự án. Nguyên nhân dẫn tới thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp giảm là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên việc triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn. Khắc phục tình trạng trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhằm tạo ra cơ chế thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến làm việc. Ban Quản lý các khu nghiệp cũng đã tăng cường tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện các cái thủ tục hành chính qua cái hình thức online và qua các dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4. Trong nội bộ của ban thì tập thể lãnh đạo ban cũng đã quán triệt tất cả các cán bộ công chức trong ban là phải thực hiện nghiêm túc về thực thi các cái thủ tục hành chính, đảm bảo cắt giảm cái thời gian cũng như là cái chi phí khi đến làm việc. Tiếp tục chủ động để theo dõi nắm bắt những cái tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong khu để tháo gỡ những cái khó khăn cho họ. Ông Trần Thủy Đại, quản lý vận hành khu công nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2, người thường xuyên đến làm việc tại Ban Quản lý các khu công nghiệp chia sẻ. Hiện thủ tục hành chính của Ban Quản lý các khu công nghiệp đã được đơn giản hóa, giảm thời gian của các doanh nghiệp đến làm việc hơn trước rất nhiều. Trước đây mỗi một lần làm các thủ tục hành chính, thời gian chờ đợi có thể mất đến hàng tuần. Nhưng bây giờ theo cái quy định mới thì thời gian có một số những thủ tục có thể giải quyết trong ngày, tạo điều kiện doanh nghiệp giảm bớt cái thời gian chi phí đi lại. Đơn giản hóa thủ tục hành chính không chỉ giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, kinh phí khi thực hiện các thủ tục mà còn giúp cho hoạt động giao dịch tại Ban Quản lý các khu công nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Tính từ đầu năm đến nay đã có trên 161.000 hồ sơ trên tổng số 168.000 hồ sơ đã được giải quyết. Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khu công nghiệp đã từng bước đi vào ổn định trở lại. Tuy nhiên, dịch bệnh tại nhiều nước trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Để thu hút nhà đầu tư vào địa bàn và hoàn thành kế hoạch đề ra, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp. Thưa quý vị và các bạn, một số khóm tre chắn sóng trên địa bàn huyện Văn Giang đang có nguy cơ bị chết.
Nguyên nhân là do bị đốt cháy. Theo đội quản lý đê Văn Giang tại km 83 100 thuộc địa bàn xã Liên Nghĩa, tình trạng này đã xảy ra từ vài ngày nay. Nguyên nhân là do người dân đổ trộm và đốt rác thải ngay tại ven đê giáp với các khóm tre chắn sóng. Do tình trạng đốt cháy âm ỉ lâu ngày khiến cho tre bị bén lửa khô và cháy. Hiện có tới hàng chục khóm tre chắn sóng trồng dọc gần 100 mét đê. Tại đây có hiện tượng khô cây và rụng lá có nguy cơ bị chết. Đây hoàn toàn là những khóm tre già được trồng từ hơn chục năm nay. Việc trồng tre chắn sóng cũng giống như công tác bảo vệ quản lý hệ thống đê có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là trong mùa mưa bão hiện nay. Rất mong cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, tuần tra theo dõi, kịp thời phát hiện và xử lý, không để tiếp diễn tình trạng trên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 8. Thời điểm hiện tại, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh ta cũng đã chủ động ôn tập kiến thức cho học sinh. Đầu tháng 6, trường trung học phổ thông Nam Phù Cừ cơ bản đã hoàn thành chương trình năm học của lớp 12, chuyển sang giai đoạn ôn tập kiến thức. Thay vì duy trì học tập theo đơn vị lớp cũ, nhà trường đã tiến hành phân chia lại lớp học dựa trên năng lực và nguyện vọng đăng ký tổ hợp môn xã hội hay tự nhiên của học sinh, tránh tình trạng ôn tập cao bằng. Đây cũng là biện pháp được nhiều trường trung học phổ thông thực hiện để đảm bảo hiệu quả ôn tập. Sau khi kết thúc cái chương trình chính khóa, thì nhà trường cũng đã xây dựng một cái kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp cho học sinh với 120 tiết. Động viên các thầy cô giáo là thành lập các cái nhóm lớp để tiếp tục kèm riêng cho các em học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp dưới hình thức là miễn phí. Những học sinh mà chỉ có nhu cầu là đỗ tốt nghiệp và đi làm thì chúng tôi phân ra một nhóm học sinh. Chúng tôi lại phân ra những cái nhóm học sinh nào mà muốn thi đại học ở những cái top cao vào một lớp. Thế còn những học sinh còn lại mà các em chỉ có nhu cầu để ở gọi là những cái top 2 thì chúng tôi lại chia riêng. Đến thời điểm hiện tại, khối lớp 12 trên toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học, tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Việc ôn tập cho học sinh được thực hiện bám sát theo chương trình tinh giảm và bộ đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên mỗi môn học có phương pháp ôn tập riêng phù hợp với từng đối tượng học sinh, đảm bảo các em nắm vững những kiến thức cơ bản và biết vận dụng linh hoạt trong những dạng bài khác nhau của đề thi. Bên cạnh việc chúng tôi trực tiếp lên lớp giảng dạy, thì chúng tôi cũng vẫn tiến hành cái phương pháp đó là vẫn tạo các cái nhóm học tập ở trên mạng ấy ạ, để cho các em là giao bài tập và hướng dẫn cho các em. Tất cả những cái dạng bài tập thì chúng tôi đều bám sát vào cái đề minh họa của Bộ Giáo dục và phân tích ở các cái dạng bài tập từ cái nhận biết, thông hiểu và đến vận dụng thì chúng tôi đều hướng dẫn các em kỹ lưỡng, và đặc biệt là ở đặc thù bộ môn ngữ văn của tôi thì chúng tôi hướng dẫn các em cái kỹ năng làm bài, bởi vì là đây là môn duy nhất là thi theo đề thi là bài làm theo tự luận. Năm 2020, tỉnh Hưng Yên dự kiến có khoảng 11.400 thí sinh tham gia kỳ thi tại 29 điểm thi. Hiện tại, thầy và trò lớp 12 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực ôn tập, đồng thời ổn định tinh thần, quyết tâm đạt kết quả cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Sáng 24 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020. Với tinh thần một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm nay đã thu hút trên 300 cán bộ đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên đến từ 61 chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc đoàn khối tham gia. Tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020, cán bộ đoàn viên tình nguyện tham gia hiến máu được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Kết thúc Ngày hội Hiến máu tình nguyện đã thu được 209 đơn vị máu. Ngày hội Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử nhân đạo cao đẹp của cán bộ đoàn viên, thanh niên, góp phần tạo nguồn máu sống, giúp các bệnh viện kịp thời cấp cứu điều trị bệnh nhân, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người bệnh. Từ thông tin đường dây nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, người dân sống ven hồ Đình Cù Tu thuộc xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường, nước hồ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Tại thời điểm ghi hình vào sáng 24 tháng 6, nước hồ có màu xanh, xung quanh hồ có viền trắng bám dính vào bờ mà người dân nghi là hóa chất gây mùi hôi khó chịu.
Người dân cho biết tình trạng này xuất hiện từ cách đây vài ngày, khiến cho những hộ sống xung quanh bức xúc. Được biết, sau khi người dân phản ánh, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành trục vớt một số váng, rác, xác động vật chết trôi nổi trên mặt hồ. Đến nay, tình trạng này có giảm nhưng vẫn còn mùi nồng nặc, nhất là vào buổi trưa, chiều. Hồ Đình Cù Tu có diện tích trên 2 mẫu, nằm trong khu dân cư. Hồ là nơi chứa nước thải sinh hoạt của một phần người dân thôn này. Từ nhiều năm nay, hồ cho thuê thầu thâm canh thủy sản. Đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm tìm hiểu nguyên nhân, xử lý triệt để có câu trả lời với người dân.